Cậu bé và con cá vàng. Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi sống với người bà nghèo khổ. Suốt ngày, hai bà cháu mò cua bắt ốc, hái rau kiếm củi, nuôi nhau qua ngày đoạn tháng. Giờ mà đắp bờ sẽ không kịp bắt cá trước khi trời tối, làm thế nào bây giờ? Cháu có cách này. Chúng ta lấy bùn trát lên người mồ côi, rồi để mồ côi nằm ngang thay bờ là được. Ý hay đấy, làm thế đi. Thế là họ thi nhau trát bùn lên người mồ côi. Tội nghiệp cậu bé không dám kêu ca gì cả. Có mồ côi nằm ngang làm bờ, dân làng khẩn trương tát nước. Khi nước cạn, họ tranh nhau bắt cá, bỏ vào giỏ. Chẳng ai nhớ đến việc bới bùn cho mồ côi dậy cùng bắt cá với mình. Các bác ơi, cháu đứng dậy được chưa ạ? Cháu cũng muốn bắt cá. Giọng nói nhỏ bé của mồ côi bị những tiếng hò hét của dân làng át đi. Chẳng ai để ý đến cậu bé cả. Trời tối, dân làng ai cũng mang một giỏ cá đầy về nhà. Chỉ có mồ côi một mình ở lại. Ôi trời ơi, không còn con cá nào cho mình nữa rồi. Thế là hôm nay hai bà cháu không có gì để ăn tối rồi. Ôi, một con cá giác. Chú cá bé nhỏ thật, mình đưa về nhà nuôi cho lớn đã. Cháu của tôi đã về đây ư? Sao người đầy bùn đất như vậy hả cháu? Mồ côi kể lại sự tình cho bà nghe. Bà thương cháu quá, sao người ta nỡ đối xử với một đứa trẻ như thế được? Cháu đừng buồn, cháu là một cậu bé nhân hậu. Tuy giờ cháu phải chịu khổ hơn mọi người rất nhiều, nhưng rồi cháu cũng sẽ sung sướng hơn họ rất nhiều mà thôi. Cháu sẽ được sung sướng thật hả bà? Ừ, rồi bà sẽ luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với cháu. Giờ cháu đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm. Tối nay bà hái được nhiều rau ngon lắm. Dạ. Mồ côi nuôi chú cá dét trong một cái gáo dừa. Hằng ngày em kiếm mồi cho cá ăn và chuyện trò với cá dét như một người bạn thân. Cá dét này, hôm nay chỉ có rau thôi, nhưng mà tớ sẽ ra đồng bắt dung. Cậu có thích ăn dung không? Cậu ăn nhiều cho chóng lớn nha. Cá dét lớn rất nhanh. Chẳng bao lâu, gáo dừa không đủ chỗ cho cá dét sống nữa. Mồ côi phải thả cá vào chung nước. Và cậu tha hồ bơi lội nha. Nhìn cậu tung tăng, tớ cũng rất vui. Được một thời gian, cá lại lớn chật cả chung nước. Cậu lớn quá rồi, tớ không còn chỗ để nuôi cậu nữa. Nhưng tớ cũng không nỡ ăn thịt cá đâu. Tớ sẽ thả cậu xuống sông Mê Khổng cho cậu thỏa thích bơi lội nha. Mồ côi mang chú cá dét ra sông thả. Chú cá cứ quấn quýt quanh chân cậu bé, không muốn rời đi. Cá dét cứ thoải mái bơi đi kiếm ăn đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Ngày nào tớ cũng sẽ ra đây chơi với cậu. Từ đó, ngày nào mồ côi cũng đến chơi với cá. Cá dét cũng rất mến mồ côi, coi mồ côi như người bạn thân thiết nhất của mình. Một ngày nọ, cá dét chờ mãi không thấy mồ côi ra chơi với mình. Những cơn gió đêm thổi lạnh lạnh trên mặt sông, cá dét vẫn bơi đi bơi lại chờ mồ côi đến. Hôm nay tới ra muộn quá phải không? Bà tớ đang ốm, tớ phải đi mò cua cả ngày để đổi lấy tiền mua thuốc cho bà. Mà vẫn không đủ cậu ạ. Giờ tớ cũng không chơi với cậu được, tớ phải về nhà với bà đây. Mồ côi ơi, khoan đi đã. Hả? Ai gọi tôi đây? Tớ là cá dét đây. Hả? Cá dét biết nói hả? Tớ còn biết nhiều chuyện nữa cơ. Tớ sẽ dẫn cậu đi lấy vàng để mua thuốc cho bà nha. Cậu sẽ dẫn tớ đi lấy vàng ư? Ừ, nhưng cậu phải luôn nhớ rằng dọc đường đi, dù gặp được sự việc gì thì cậu cũng không được nói hoặc hỏi han tôi. Vì nếu cậu há miệng ra thì cậu sẽ gặp tai nạn. Được, tôi sẽ làm theo lời cậu dặn. Cá bảo mồ côi ngồi lên lưng rồi bơi nhanh ra sông. Khi ra đến giữa sông, nước đang êm đềm chảy bỗng trở nên dữ dội. Sóng mỗi lúc một to,
gió thổi âm âm, mưa như trút nước, sấm chớp âm trời. Cá giác vì mình mà chịu cực khổ, thương cậu ấy quá. Ôi, thật đáng sợ, nhưng mình sẽ không đưa ra một lời nào. Mình tin tưởng cá giác sẽ đưa mình vượt qua mọi nguy hiểm. Cá giác là bạn tốt của mình, nhất định cậu ấy sẽ không để mình gặp nguy hiểm đâu. Thấy không thể dọa cho mồ côi sợ hãi, những con cá dữ và quái vật miệng vì chán quá nên bỏ đi hết. Cuối cùng, cá giác đã đưa mồ côi đến được một hang đá. Ôi, ở đây nhiều vàng bạc châu báu quá. Cậu chỉ lấy chừng ấy thôi sao? Tớ lấy đủ dùng thôi, chứ lấy nhiều quá cậu phải chở nặng, khổ thân cậu. Cậu thật là tốt bụng. Chúng ta trở về nhà thôi. Với số vàng mang về, mồ côi mua thuốc cho bà, mua những món ăn ngon bồi bổ cho bà. Chẳng mấy chốc bà đã khỏe lại, còn một ít vàng nhỏ lấy vốn làm ăn. Từ đó hai bà cháu có một cuộc sống sung túc hơn. Cậu bé lấu cá từng hại mồ côi, thấy mồ côi giàu có nhanh chóng lạ thường, bèn đến chơi lân la dò hỏi. Không giấu bạn, mồ côi đã kể cho bạn nghe tất cả. Người bạn van nài mồ côi dẫn xuống sông tìm cá giác, nhờ cá giác đưa đi lấy một ít vàng. Nể bạn, mồ côi dẫn bạn xuống bến sông tìm cá giác, nhờ cá dẫn bạn đi lấy vàng. Cá giác ưng thuận và giao hẹn với cậu ta trên đường đi không được mở miệng nói một lời nào. À, cá giác lừa mạnh rồi, sống to thế này thì chỉ có chết. Tôi đã dặn cậu không được mở miệng cơ mà. Mày bắt tao phải im lặng để mày đưa tao đến chỗ chết hả? Tao không đi nữa, đưa tao về ngay. Trời ơi, cá dữ ở đâu ra thế này? Đồ cá giác bội bạc, mày lừa tao, chứ đồng bọn đến ăn thịt tao phải không? Tuy vô cùng tức giận vì những lời chửi mắng thậm tệ của cậu ta, nhưng cá giác vẫn vượt sóng dữ đưa cậu ta về nhà. Từ đó, cá giác không chịu đưa ai đi lấy vàng nữa. Nhưng đối với mồ côi, cá vẫn rất quý mến cậu. Hằng ngày, mồ côi đến chơi với cá giác, cùng cá bơi lội tung tăng trên sông. Đôi bạn yêu thương và tin tưởng nhau mãi mãi. Em gái và chiếc điện thoại. Mẹ, mẹ mua điện thoại di động cho con nhé, để con tiện liên lạc với ba mẹ. Ừ, được rồi, để mẹ bán mấy con gà rồi mẹ gửi tiền cho con mua. Mùa mà con ở nhà trọ đã quen chưa? Học hành có khó lắm không con? Mẹ đừng lo, con ở quen rồi. Chương trình học hơi nặng, nhưng con sẽ cố gắng mẹ. Tốt lắm, con phải gắng học hành chăm chỉ để cha mẹ vui lòng và em gái con noi gương nữa đấy. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Để ai nhìn thấy cái điện thoại cục gạch này thì xấu hổ chết mất. Mẹ ơi, dạo này con phải học tiếng Anh chuyên ngành mà không có cái gì để nghe bài được mẹ. Mẹ mua cho con cái điện thoại mới có thể nhớ, nghe nhạc được đi mẹ. Cái điện thoại có thể nhớ gì ấy, con có cần lắm không? Con cần lắm mẹ. Chị cô giáo con bảo phải nghe thường xuyên thì mới tiến bộ được mẹ. Ôi, thích quá, mẹ thật tuyệt vời. Con nhận được điện thoại rồi. Con cảm ơn mẹ. Con có thấy mẫu giấy mẹ để ở trong đó không? Mẫu giấy của mẹ à? Vâng, con sẽ mở ra ngay đây. Để con yên tâm học, cái gì ba mẹ cũng sẽ cố gắng lo. Mẹ gửi cho con chiếc điện thoại mới đây. Con cố gắng học hành cho tốt con nhé. À, chiếc điện thoại chị An gửi về vẫn còn mới quá. Tuyệt quá, từ nay hôm nào mình cũng có thể liên lạc được với chị An rồi. Chị ấy đi học xa, chắc là buồn và nhớ nhà lắm.
nhận được điện thoại chị gửi rồi. Sao lâu rồi chị không về thăm nhà? Mẹ và em nhớ chị lắm. Em gái Ngọc Thơ. Cứ tưởng ai, đã nhận được điện thoại mình gửi rồi, nhắn tin thông thạo ghê. Từ khi có điện thoại mới, chẳng thấy ai quan tâm đến mình. Chán thật đấy. Nhắn. Hay, lại là tin nhắn của cái Thơ. Sao con bé này rảnh rang nhắn tin thế? Chị đi ngủ chưa? Cuối cùng cũng có người gọi. Bực mình ghê, người mong thì không thấy. Chị đây, chị có khỏe không? Chị đang bận chút, đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Vâng, tại em không thấy chị trả lời tin nhắn. Hôm qua chị bảo bị mệt, nên em lo chị bị ốm. Chị cũng ngủ sớm đi nhé. Hè này Hà không về quê phải không? Ừ, mình ở lại đây làm thêm. Cây Thơ lại gọi kể chuyện linh tinh đây mà. Phiền, tắt máy đi đỡ phiền phức. À, hôm nay trời có vẻ râm, Hà đi mua sách với mình không? Ừ, đi. May mà về kịp, trời sắp bão đến nơi. Ôi trời, mình tắt máy từ sáng. Ai nhắn tin cho mình mà nhiều thế nhỉ? Chị ơi, em lên thăm chị. Em muốn chị bất ngờ, chị có vui không? Em đang ở bến xe, chị ra đón em nhé. Chị ơi, chị bận học à? Em gọi cho chị mãi không được. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Thơ ơi, em ở đâu? Thơ. Thơ. Chị ơi, em đây này. Em biết là chị sẽ tìm được em mà. Sao chị không mặc áo mưa thế? Ướt hết rồi kìa. Chị đừng khóc nữa. Em không sao mà. Em mừng quá. Em chỉ sợ chị không tìm được em thôi. Chị sợ quá. Xin lỗi em. Chị thật đáng trách. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì chị sẽ ân hận suốt đời mất. Chị vô tâm quá. Lâu nay chị quên đi mất đâu mới là điều thật đáng trân trọng với mình. Phép thử của tình yêu. Lan nè, quà anh tặng sinh nhật em đấy, hy vọng em sẽ thích. Ôi, đẹp quá. Mà anh lạ thật đấy, cần gì phải bày vẽ đâu. Chỉ cần anh đưa em đi dạo vòng quanh bờ hồ, cần gì phải quà cáp chi cho tốn kém. Anh không muốn em tủi thân, anh không giàu có gì để mua cho em những món quà đắt tiền. Chỉ có chiếc vòng đơn giản này thôi. Ôi, đẹp quá, em thích lắm anh ơi. Anh này, có khi nào anh tính tới chuyện mình sẽ kết hôn chưa? Có chứ, nhưng anh chỉ sợ anh nghèo khó, không lo nổi cho em được cuộc sống sung sướng mà thôi. Ngốc ơi, chỉ cần mình yêu nhau, tin tưởng nhau, không phản bội hay giấu giếm nhau điều gì, thì sướng khổ đâu có quan trọng gì anh. Ai gọi thế anh? Sao anh không nghe máy đi? Ờ, alo, mẹ ạ. Ờ, mẹ nói sao? Có chuyện gì hả anh? Lan, anh có chuyện phải đi gấp, anh sẽ nói cho em nghe sau. Anh không đưa em về được, em... Không sao đâu, em tự về được mà. Anh đi cẩn thận nha. Anh sẽ gọi điện cho em sau. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy vội vàng thế chứ. Cũng may, lúc bố con ngất liệm đi, mẹ đứng ngay cạnh, nếu không thì... Dạo này trông bố con gầy đi nhiều quá. Cũng bởi ông ấy suy nghĩ nhiều cho công việc kinh doanh mà. Một mình quản lý cả tập đoàn hàng nghìn nhân viên, bao nhiêu việc phải lo lắng quán xuyến nữa mà. Hùng về rồi hả con? Bố tỉnh rồi ạ? Bố thấy trong người thế nào rồi? Hay để con gọi xe đưa bố vào viện kiểm tra tổng quát bố nha. Không, bố không sao. Bố khỏe rồi. Chỉ cần nằm nghỉ một chút lại hồi sức ngay thôi mà. Không được, bố phải lo sức khỏe của mình. Nhỡ bố có mệnh hệ gì, mẹ con biết sống sao đây? Nếu lo cho bố như vậy thì con nhanh về quản lý công ty cho bố đi. Việc này không phải bố đã đồng ý với con rồi sao? Bố con nói đúng đấy. Con xem đi, sức khỏe của bố con càng ngày càng yếu rồi. Con không về quản lý công ty thay cho ông ấy
thì còn định lông bông đến bao giờ nữa? Nhà cửa đàng hoàng không chịu ở, đòi đi ra thuê nhà, rồi làm việc lương ba cọc ba đồng, ăn mặc thì xoàn xỉnh, tiều tụy. Con nhìn con kìa, mẹ thật không hiểu nổi con nữa. Nhưng con mới ra trường, vẫn còn trẻ, con muốn ra ngoài thử sức mình chứ không muốn ỷ lại vào bố mẹ. Mẹ không nghe người ta nói trường học không bằng trường đời hay sao? Bố hiểu con muốn tự lập, không muốn mang tiếng là con của gia đình tài phiệt. Nhưng mà con ơi, dạo này bố thấy sức khỏe của mình yếu hơn trước rất nhiều, e là khó có thể lãnh đạo công ty được như trước. Đã đến lúc con phải về rồi. Công ty này là bao tâm sức của bố, chẳng lẽ con đang tâm nhìn thấy nó có ngày bị sụp đổ sao? Thôi, bố đừng nói nữa, sức khỏe của bố đang rất yếu. Con cũng không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho mình mãi được. Con sẽ về giúp bố quản lý công ty. Con suy nghĩ như vậy là phải lắm. Về làm một thời gian, rồi nghĩ tới chuyện lấy vợ đi con. Giờ không biết phải mở lời với Lan thế nào, khi mình đã nói dối cô ấy về hoàn cảnh gia đình của mình đây. Từ trước tới nay, mình luôn trong tình trạng một người không có tiền, lương ba cọc ba đồng. Liệu sau khi biết mình là con của một gia đình tài phiệt, cô ấy có suy nghĩ lợi dụng mình như những cô gái đã từng đến với mình trước đây không? Anh chịu khó một thời gian để em bòn rút hết tài sản của công tử nhà giàu tài phiệt đó, rồi sau đó chúng mình sẽ hưởng phúc nha. Trời ơi! Không, Lan là cô gái tốt, cô ấy không giống với mấy người đó đâu. Nhưng làm sao mình có thể chắc chắn được điều ấy khi cô ấy biết thật sự về thân thế của mình? Cậu Hùng có nhà không? Dạ, cháu có nhà. Ôi, Lan, em mới đến chơi đấy à? Mời bác và em vào trong này. Cháu chào bác ạ. Ừ, bác đến thu tiền phòng tháng này. Dạ, của cháu hết bao nhiêu ạ? Tháng này hết 3.298.000. Thôi chết, cháu quên mất là tháng này cháu chưa lĩnh lương. Bác để thư thả cho cháu vài ngày nữa được không ạ? Gớm, suốt ngày cái câu quen thuộc quá. Thư với trả thả. Cậu liệu mà thanh toán tiền nhà cho tôi đi nghe chưa? Tháng nào cũng chậm đến cả nửa tháng. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Em nhớ hôm trước anh mới lĩnh lương mà. Tại tháng này công ty làm ăn khó khăn, lương bị giảm đi nhiều quá. Vừa nhận lương xong, trả nợ cũng hết rồi em ạ. Không sao đâu, để mà anh ra ngoài kiếm thêm vài cuốc xe ôm ngoài giờ làm. Hôm nay em ở lại, anh đi chợ mua đồ nấu cơm ăn nha. Thôi, lát em phải đi có việc rồi. Em đến trả tập tài liệu hôm trước anh để quên ở quán cà phê nè. Có khi nhìn thấy tình cảnh khốn khó của mình thế này, cô ấy sẽ suy nghĩ lại việc kết hôn với mình cũng nên. Tiền, sao lại có tiền ở trên bàn này chứ? Hay là... Lan à, có phải em để quên tiền trên bàn anh không? Dạ, sáng nay em mới lĩnh lương xong. Anh cầm số tiền đó mà đóng tiền trọ cho bác chủ nhà đi. Em sợ đưa trước mặt, anh lại ngại không cầm nữa. Coi như em cho anh nợ, sau này em đòi cả lãi lẫn lời luôn. Mình phải sang nhà cảm ơn bác chủ nhà đã giúp mình có một phép thử tuyệt vời. Sao hôm nay anh lại dẫn em tới đây ăn? Đây là nhà của ai vậy? Trông cứ giống như tòa lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Em cho anh nghĩ chút đã chứ, làm gì mà hỏi nhiều thế. Lan, đã đến lúc anh nói cho em biết sự thật rồi. Thật ra thì ngôi nhà này là của anh. Anh là con một gia đình tài phiệt, nhưng vì muốn ra ngoài tích lũy thêm kinh nghiệm và muốn độc lập, nên anh mới tới công ty mình làm nhân viên văn phòng và được gặp em. Chuyện này... Anh xin lỗi đã giấu giếm em mọi chuyện, nhưng anh sợ em sẽ giống các cô gái khác, chỉ chú ý tới hoàn cảnh gia đình anh. Hôm bác chủ nhà đến thu tiền cũng là do anh nhờ đến để thử lòng em. Và đúng thật, em là một cô gái tốt, thật lòng với anh. Anh... Em bất ngờ lắm phải không? Em hãy đồng ý làm vợ anh nha. Anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian qua em đã vất vả vì anh. Anh làm em thất vọng lắm. Anh nghĩ rằng em sẽ vui lắm khi biết anh là thiếu gia nhà giàu có sao? Lan, em chạy đi đâu vậy? Lan! Lan à, mở cửa cho anh đi. Em sao vậy? Lan, mở cửa cho anh. Sao em lại khóc? Em làm sao vậy?
anh làm em buồn ư? Anh về đi, tạm thời em không muốn gặp anh đâu. Em nói gì vậy? Trước đây dù anh có nghèo khó, nhưng em đã yêu anh và từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh. Nhưng cả quãng thời gian dài như vậy mà anh vẫn giấu em về thân phận thật sự của anh, điều đó chứng tỏ anh không hề tin em. Em xin lỗi, em không muốn chơi trò may rủi ấy trong cuộc hôn nhân của mình đâu. Anh về đi. Lan à, anh thật sự không muốn giấu em đâu. Nhưng trước đây các cô gái đến bên anh cũng chỉ vì gia sản nhà anh. Anh biết em không như vậy, nhưng mà anh đã sai khi muốn thử lòng em. Anh xin lỗi. Thôi, hôm nay em cứ nghỉ đi. Ngày mai, ngày kia, khi em bình tĩnh hơn, anh sẽ đến xin lỗi em. Chỉ cần em tha thứ, anh thề sẽ không bao giờ giấu em điều gì hết. Xin em hãy tin anh nha. Tình yêu không có chỗ cho phép thử. Hay có lẽ mình đã sai khi nghi ngờ cô ấy, nghi ngờ tình yêu của cô ấy. Người đẹp nhất. La 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 la, la 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 la. Đôi mắt to tròn, mái tóc óng ả, da trắng, dáng cao. Ta chính là người đẹp nhất vương quốc này. Không ai có thể sánh được với vẻ đẹp của ta. Ta sẽ bảo vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc. Lúc đó ta sẽ tha hồ được mọi người ca tụng và khen ngợi. Đúng rồi, trước khi mở hội thi, ta phải ra ngoài thành thử xem đám dân chúng ngoài đó có biết đến vẻ đẹp của công chúa ta không mới được. Này, cô gái kia sao lại bịt kín mặt thế kia nhỉ? Ừ, trông nét có vẻ xinh đẹp đấy. Xin chào, các cô đang nói chuyện xinh đẹp gì thế? Mà các cô biết trong vương quốc này ai là người xinh đẹp nhất không? Cô lại còn phải hỏi, đó chính là công chúa chứ còn ai? Công chúa nổi tiếng là người yêu kiều diễm lệ. Các cô đã tận mắt nhìn thấy công chúa rồi à? Làm gì có được diễm phúc đó, nhưng cả vương quốc này đều khác nhau như vậy. Ai mà chẳng biết, tất cả thiếu nữ trong vương quốc, ai cũng ước giá như mình có thể xinh bằng nửa công chúa. Chắc cô không phải người ở đây đúng không? Vâng, tôi từ vương quốc láng giềng tới. Cảm ơn các cô nhé. Có thế chứ, công chúa ta chắc chắn phải là người đẹp nhất vương quốc. Ta thử hỏi đứa trẻ nhỏ kia xem nó có biết người đẹp nhất vương quốc này là ai không. Chào nhóc. Cháu chào cô. Cháu bé có biết vương quốc này ai là người đẹp nhất không? Người đẹp nhất ý ạ? À, có chứ ạ. Hóa ra trẻ con cũng còn biết. Cháu có thể nói cho cô biết đó là ai không? Người phụ nữ đẹp nhất chính là mẹ cháu. Là mẹ cháu? Cháu có nhầm không? Ai ở vương quốc này cũng biết công chúa mới là người đẹp nhất. Cháu nói thật mà, mẹ cháu là người đẹp nhất vương quốc này, đẹp hơn công chúa nhiều. Không thể thế được. Mẹ của người ở đâu? Mau chỉ ta xem. Mẹ cháu đang tới kia kìa. Là người đàn bà đen đúa lộn thộm đó sao? Bà ấy mà đẹp hơn ta sao? Làm sao ngươi dám? Đây đúng là một sự sỉ nhục. Người đâu? Mau bắt thằng bé này lại cho ta. À, thả cháu ra, thả cháu ra. Có chuyện gì thế này? Thả thằng bé ra. Bắt cả hai mẹ con lại, giải về cung. Cầu xin công chúa tha tội cho chúng con, thằng bé còn nhỏ chưa biết gì. Có chuyện gì thế? Thưa cha, tên oắt con này dám hỗn láo chê cả công chúa. Nó còn dám sỉ nhục con, nói rằng con không xinh đẹp bằng người đàn bà lôi thôi xấu xí này. Xin phụ vương hãy trị tội nó thật nặng. Cầu xin hoàng thượng, cầu xin công chúa tha tội cho thằng bé. Nó còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mạo phạm tới công chúa. Thưa hoàng thượng, đây là tội của tiểu dân không dạy con. Xin hãy cho tiểu dân được nhận tội thay thằng bé. Xin hãy tha cho nó. Các người mau đứng lên, ta còn chưa phán tội cơ mà. Nào, cậu bé, hãy nói cho ta xem tại sao mẹ cháu lại là người đẹp nhất. Kìa, phụ vương, thằng bé này hỗn láo như thế, sao cha còn... Con hãy nghe cậu bé nói đã. Nào, cháu nói đi. Dạ, thưa hoàng thượng, mẹ cháu xinh đẹp nhất
vì mẹ có đôi mắt đẹp nhất thế gian, đôi mắt nhân từ, trìu mến và chan chứa tình yêu thương dành cho cháu. Đôi môi mẹ thì luôn nói những lời ngọt ngào và luôn nở những nụ cười ấm áp. Đôi bàn tay chai sạn của mẹ là đôi bàn tay ấm áp nhất, chăm chỉ nhất và mạnh mẽ nhất mà cháu từng thấy. Hơn tất cả, mẹ cháu có một trái tim luôn chất chứa tình yêu vô bờ bến. Công chúa, con thấy cậu bé nói đúng không? Cha, người mà cậu bé vừa nói tới đúng là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Sắc đẹp bên ngoài không thể ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người như người mẹ này con ạ. Cha, con biết rồi. Con xin cha hãy ban thưởng cho hai mẹ con cậu bé. Được. Voi và kiến. Tất cả tránh đường cho ta. Đường này là đường của ta. Rừng này là rừng của ta. Mệt quá, ngồi nghỉ một lát đã. Chỗ này mát mẻ quá. Chào bác voi. Ai vừa nói đấy? Ai vừa nói đấy? Tôi ở đây này, ở đây này. Ôi trời, sao trên đời lại có con vật bé thế cơ chứ? Họ nhà kiến chúng tôi vốn thế mà, mỗi loài mỗi khác, có gì lạ đâu. Bé như thế thì làm được việc gì? Tránh ra, không ta dẫm cho một cái là nát bét. Trời, sao trên đời này lại có những kẻ bé tí bé tẹo như thế cơ chứ? Bác chớ coi thường loài kiến chúng tôi. Chúng tôi tuy bé nhỏ, nhưng họ hàng nhà tôi không sợ gì đâu. Ngươi vừa nói cái gì? Thật là nực cười. Mà ngươi láo quá đấy, không sợ gì. Trước mặt ta mà ngươi dám ăn nói như vậy, ngươi có biết cả khu rừng này ai cũng sợ ta không? Đành rằng thế, nhưng loài kiến chúng tôi khi cần vẫn phải chống lại bất kỳ ai cậy thế cậy lực mà bắt nạt chúng tôi. Láo, láo quá, đã thế, ta thử xem các ngươi chống lại kiểu gì. Ngươi định giết ta ư? Đồ hống hách độc ác. Được, nếu thế, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Kẻ nhãi nhép đâu rồi? Ngươi trốn rồi phải không? Cho ngươi chết này. Ta đây, có gì mà phải sợ ngươi cơ chứ? À, à! Đau quá, sao đau thế này? Đau quá, đau phát điên lên mất. Kiến, mau ra đây. Ra đây ngay, tao sẽ dẫm mày nát bét cho mà xem. À, sắp chết rồi mà vẫn hống hách. Thế thì cho chết này. À, à! Hỡi voi kia, giờ ngươi đã biết sức mạnh của loài kiến ta chưa? Kiến ơi, tôi xin thua rồi. Tha cho tôi đi, tôi xin kiến đây. Từ nay, ngươi còn dám coi thường những loài vật bé nhỏ, cậy lớn bắt nạt người khác nữa không? Tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Tha cho tôi đi. Đúng là không thể xem thường dù là loài nhỏ bé nhất. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.